Đến 14 giờ chiều ngày 11 tháng 11 năm 2020, Công an huyện Đức Hòa mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe máy và xe tải trên đường DT830 đoạn qua xã Hữu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An làm một người chết. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút trưa cùng ngày, xe tải chưa rõ người điều khiển chạy trên đường DT830 hướng về đường DT824. Khi xe tải qua trạm thu phí Đức Hòa khoảng 100m, xe tải va chạm với xe máy do thanh niên ngoài 20 tuổi, chưa rõ danh tính, cầm lái chạy cùng chiều. Hậu quả, năm thanh niên chạy xe máy bị bánh xe tải này cán qua người chết tại chỗ. Nhận tin báo, công an huyện Đức Hòa có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng cũng như trích xuất camera an ninh gần khu vực để làm rõ vụ việc.